Ngày 25 tháng 11 vừa qua, tại lễ công bố giải thưởng thương hiệu vàng năm 2023, công ty dược phẩm Hami đã xuất sắc được vinh danh top 10 thương hiệu vàng năm 2023. Đây là giải thưởng thường niên được tổ chức nhằm thúc đẩy và tôn vinh những doanh nghiệp trong nước có thành tích, uy tín và chất lượng sản phẩm xuất sắc nhất. Đây là một giải thưởng rất là tuyệt vời. Đây là niềm khích lệ rất là lớn đối với bản thân tôi cũng như là toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty dược phẩm Hami Haga. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào khi đã được sự tin tưởng của mọi người đã ủng hộ sản phẩm công ty Hami Haga của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng và trưởng thành, công ty dược phẩm Hami đã cung cấp nhiều giải pháp sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giải pháp nội tiết Mivaquin với công dụng hỗ trợ giảm các triệu chứng lão hóa, bốc hỏa, đau đầu, đổ mồ hôi, yếu sinh lý do suy giảm nội tiết tố nữ, qua đó được người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá cao. Giải thưởng thương hiệu vàng năm 2023 là sự ghi nhận xứng đáng với những đóng góp to lớn của Hami cho ngành dược phẩm tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nền thị trường có nhiều biến động.